linh cha và con và thanh thần nguyện xin ân sủng đức giêsu kitô chúa chúng ta tình yêu của chúa cha và ơn thông hiệp của chúa, hiệp của chúa Thánh thanh thần ở cùng tất cả anh chị em Kính thưa quý cha quý tu sĩ quý cụ ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp tại nhà thờ chính tòa cũng như đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng khởi đầu cho năm phụng vụ mới. Mùa vọng có hai đặc tính: mùa chuẩn bị mừng lễ giáng sinh và là mùa mà các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa đến lần thứ hai trong tận thế. Mùa vọng là thời gian đặc biệt trông chờ Chúa đến Hội thánh dùng lời Chúa để mời gọi mọi người tín hữu hãy tỉnh thức và cầu nguyện trong đời sống đức tin, đời sống đức cậy và đời sống đức mến để chờ đón ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang. Hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam hôm nay khai mạc Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 ở cấp mỗi giáo phận với chủ đề vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong giáo hội đều được gọi tham gia phần mình theo khả năng Chúa ban để xây dựng cộng đoàn đức tin nơi mình đang sống. Sự mong đợi của mùa vọng và mong chờ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới chỉ có ý nghĩa và giá trị thật sự khi chúng ta biết lắng nghe lời của hội thánh mời gọi thống hối an năn mọi tội lỗi và những lầm lỡ thiếu sót xin chúa thứ tha những yếu đuối và thiếu sót để thánh lễ chúng ta sắp cử hành được chúa chấp nhận chúa ở cùng, chúa ở cùng anh, anh, chị anh chị em, em. Tin, tin mừng, mừng đức giêsu kitô theo, theo thánh luca Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lắng lo, hoang mang trước cảnh biển gào, sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì trẻ chén say xưa, lo lắng sự đời, kéo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em vì ngày ấy sẽ ập xuống trên đầu dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý cô ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp tại nhà thờ chính tòa cũng như đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Câu chuyện chú lừa già. Một ngày kia chủ trang trại có một chú lừa già bị sẩy chân rơi xuống một cái giếng. Chú lừa kêu la thảm thiết ông chủ chưa biết phải làm gì nhưng sau quyết định con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại ông chủ nhờ những người hàng xóm của ông đến và giúp một tay để lấp cái giếng mọi người đến cầm sẻng và bắt đầu xúc cát đổ xuống giếng chú lừa biết mình câu chuyện chẳng lành chú càng gào thét trong tuyệt vọng sau đó mọi người ngạc nhiên thấy chú lừa già im lặng và điều gì sẽ xảy ra mỗi xúc cát của mọi người hất xuống chú lừa già lắc mình cho đất rơi xuống ngẩng đầu lên bước chân lên đống cát và chỉ sau một lúc mọi người đều kinh ngạc vì chú lừa đã lên được cái miệng giếng và vui vẻ thoát ra. Đúng là ngày tận thế của chú lừa già, nhưng chú vẫn chấp nhận nghịch cảnh của cuộc sống, rũ bỏ những khó khăn, khôn ngoan, tỉnh táo, can đảm đứng lên và ngẩng cao đầu tiến về phía trước để vượt lên những chướng ngại và được thoát chết. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mùa vọng trông chờ mong đợi Chúa đến, Chúa đã đến cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa cũng đến rất nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta và sẽ đến trong ngày tận thế của mỗi người. Như chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em và tin mừng của Thánh Luca cũng nói sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét Nhưng nếu con người không thức tỉnh Chắc chắn sẽ chìm vào nơi tăm tối Trước biến cố kinh thiên động địa Vô tiền khoáng hậu như vậy Mà Đức Giêsu xu đã khuyên chúng ta Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên Làm sao ngẩng đầu lên nổi Khi chúng ta còn xa đòa Chìm đắm trong tội lỗi quyến rũ của thế gian Làm sao đứng thẳng lên khi đang nặng nề Đội trên đầu chức tước của cái danh lợi và phù vân Bởi thế Đức Giêsu mới ân cần cẩn thận khuyên rằng Vậy anh em phải đề phòng Chớ để lòng mình ra nặng nề Vì chè chén say xưa Lo lắng sự đời Kéo ngày ấy như một chiếc lưới thần chụp xuống đầu anh em Vì chúng ta không thể nào biết giờ nào Ngày nào việc đó xảy đến Vì ngày ấy sẽ ập xuống Trên mọi dân cư khắp mặt đất Cho nên Đức Giêsu dạy chúng ta bài học Về sự tỉnh thức Rất là rõ ràng và cụ thể Thứ nhất Hãy tỉnh thức vì Chúa đến ban đêm Lúc ta không ngờ Chúa thường hay đến vào ban đêm con người bị những bóng đêm ru ngủ ta ngủ say Khiến ta không gặp được Chúa Những bóng đêm của tội lỗi giam cầm hồn ta Trong giấc ngủ bạc nhược Khiến ta không có đủ sức thoát ra ngoài Có những bóng đêm của danh vọng ru ngủ ta Ngủ quên trên vinh quang trói lọi Có những bóng đêm của xác thịt Cuốn hồn ta vào giấc mộng lạc thú có những bóng đêm của thói ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình tỉnh thức là nhận ra mưu mô của ma quỷ tỉnh thức trước những lôi cuốn của thế gian tỉnh thức trước những yếu đuối của con người xác thịt tỉnh thức là thái độ của một gia nhân một người trung thành tỉnh thức và đợi chờ đợi với niềm hy vọng là chủ sẽ trở về tỉnh thức là tâm trạng của con người luôn bình an, thư thái. Thái độ sống này giúp cho người Ki Tô Hữu luôn làm cho mọi công việc hàng ngày trở thành lời tạ ơn, lời nguyện chân thành của mỗi giờ khắc trong ngày sống. Người tỉnh thức là người luôn cố gắng và nhiệt thành, biết thực thi những gì là chân thật, ngay chính và đáng quý chuộng. Người tỉnh thức sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị trần Vĩnh cửu đời sau Thời gian hiện tại Là thời gian quyết định đối với số phận đời của con người Mỗi giây phút qua đi Là không bao giờ trở lại Thời gian Chúa cho ta sống ở trần gian Là vô cùng quý báu Đây là lúc gieo mầm cho đời vĩnh cửu Thứ hai Hãy tỉnh thức để nhận ra Chúa Năm xưa Chúa đã đến Trần gian một cách âm thầm bé nhỏ thầm lặng. Ngài hiện thân nơi một người hiền lành, một người khiêm nhường như một người phục vụ. Người không mặc gấm vóc lụa là, nhưng là đơn sơ trong y phục dân dã. Ngài là một người cha nhân hậu, một người bạn dễ thương và dễ mến. Ngài đang đến giữa những con người hiền lành bé nhỏ giữa chúng ta. Ngài đang đến giữa những người khốn cùng túng thiếu. Ngài đang đến trong những tấm thân gầy guộc, người lẫn vào giữa đám đông vô danh và chìm trong số những kẻ bị loại ra ngoài lề xã hội. Ngài ẩn mình giữa những người ăn xin, đang lê bước khắp nẻo đường cát bụi, đang rên xiết, đang run run với cặp mắt ngơ ngác thất thần giữa những nạn nhân bão lụt và những người nhiễm Covid-19 phải tỉnh táo lắm chúng ta mới nhận ra ngài phải tỉnh táo lắm chúng ta mới có thể gặp ngài thứ ba tỉnh thức thì phải hành động tỉnh thức là bắt tay vào hành động chúa như ông chủ đi vắng ngài ban quyền cho ta khi ngài vắng nhà ngài trao trách nhiệm cho ta trông coi gia đình trông coi giáo sứ trông coi địa phương trông coi đất nước và trông coi cả thế giới này Chúng ta được tự do hành động Chúng ta có trách nhiệm với gia đình của mình Với giáo xứ của mình Với giáo phận của mình Với địa phương của mình Với đất nước của mình Và cả thế giới được phát triển như ý Chúa muốn Vì thế tỉnh thức là nhìn thấy những nhu cầu của anh em Và đáp ứng những nhu cầu đó Nhất là sự hy sinh Phục vụ những người đau khổ và nghèo khó Tỉnh thức đang nhìn thấy ý Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta Để mau mắn đón nhận và thực thi ý của Ngài Tỉnh thức đã nhận biết Chúa hành động trong tâm hồn thiện trí Thuộc các niềm tin, các màu da, quan điểm khác nhau Để cộng tác xây dựng giáo hội và xã hội thành phát thảo đời sau Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ Như chú lừa già trong câu chuyện trên đã bất ngờ bị xa xuống giếng sâu. Chúa cũng nói với chúng ta, chúng ta đang bị chìm sâu trong hố sâu của tội lỗi, hố sâu của tham sân si, hố sâu của danh lợi thú. Hãy tỉnh thức như chú lừa già kia, bình tĩnh, cẩn thận, đứng thẳng, vươn mình lên để được cứu thoát nhờ sự trợ giúp của những người đổ cát xuống. Trong khi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, chúng ta phải cố gắng vươn mình khỏi những vũng bùn của tội lỗi đã làm hoen ố linh hồn chúng ta chú lừa già đã xóa tan và quên đi những người đổ cát và lấp mình xuống giếng tỉnh thức đã đón nhận sự bình an của chúa biết xóa đi hận thù bao dung và đồ lượng với mọi người vì cuộc sống này thật ngắn ngủi và cần lắm sự yêu thương của anh chị em đồng loại chú lừa già đã mạnh bước lên trên cát để tiến tới thành giếng và được an toàn tỉnh thức cũng là thái độ mạnh mẽ can đảm để bước lên khỏi những dục vọng của con người để được thanh tẩy bằng ân sủng của thiên chúa như thế tỉnh thức không phải là việc dễ dàng và tự sức chúng ta khó có thể mà đạt được điều đó nên chúng ta phải tha thiết cầu nguyện và xin ơn chúa giúp có ơn Chúa thúc đẩy, chúng ta mới có thể dứt bỏ con đường lỗi cũ ngày xưa. Có ơn Chúa soi sáng, chúng ta mới đủ tỉnh táo nhận ra dung mạo đích thực của Đức Giêsu. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta mới hăng say ra đi phục vụ trong quên mình. Mùa vọng năm nay cũng là khai mạc Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 ở cấp giáo phận. Đức Thánh Cha đã quyết định triệu tập Thượng hội đồng giám mục thế giới và ngài đã chọn chủ đề cho thượng hội đồng là vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham dự và sứ vụ. Thời gian chúng ta cũng là tỉnh thức cũng là thời gian chúng ta mở cánh cửa của sự hiệp nhất, cánh cửa của sự hiệp thông từ những cộng đoàn nhỏ bé như nơi giáo xứ, giáo phận đến giáo hội toàn cầu. Như thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã khuyến khích phải biết yêu thương nhau. Cố gắng sống không có gì đáng trách Trước mặt Thiên Chúa là cha Làm sao càng ngày Mọi người càng tiến lên Trên con đường thánh thiện Lạy Chúa Giêsu Xin mở mắt con ra Thoát khỏi những đam mê Những lo lắng trần tục Mà hướng tâm hồn về Chúa Để sẵn sàng xứng đáng ngẩng đầu lên Đón chào Chúa đến AMEN